Hùng Hôn Phúc Thảo xin chào quý vị. Tôi kể anh nghe câu chuyện tâm tình của đời chính nhớ. Chuyện hành quân xa tôi đã quen người em nữ quân nhớ. Vì nàng vừa tròn thơ ngày đôi chính mình gặp nhau đây lúc quê hương lửa dài. Đêm rừng quần xưa em ngồi tâm sự nói niềm riêng tư. Khi vừa lớn lắm chiến trận vô tình cướp người cha đất mẹ ngậm ngùi đau thương sâu xé tuổi hoa niên cần khô nấu nung hờn riêng xót xa chung tình nước vào đời quân nhân với bao nhiêu huyền thề. Riêng tôi tân trai ngày khi do trường phố thị ra từ để lại đêm vui chưa tàn. Tôi đi cho quê mẹ tàn chiến tranh để người em bé nhỏ còn dập dìu trên phố buồn. Thôi em hai ta cùng chung hướng đi chiến cuộc dẫu dài mà tình quê hương còn đó. Tôi thương một ngày vừa nói sớm những ngày mai rất đẹp cho mà đôi mình lại gặp nhau. Lâu rồi xa xôi biết bây giờ em còn anh ngược nơi chiến hồ nặng tình xin ghi đôi nét gửi nhau một niềm tin. Chiến tranh còn đây lá châu chưa liền tan thì đường chính nhân có đâu là dài. Riêng tôi thân trai ngày khi gió sương phố thì ra từ để lại đêm vui chưa tàn. Tôi đi cho quê mẹ tan chiến tranh để người em bé nhỏ còn dập dìu trên phố buồn. Thôi anh hai ta cùng chung hướng đi
dài mà tình quê hương còn đó. Đường chiến nhan có đâu là dài.